Hello, xin chào cả nhà yêu. Vì hôm qua Việt Nam đã thắng Thái Lan cho nên hôm nay em sẽ hát một số bài để thể hiện cái niềm vui của em. Tối hôm qua trời mưa ở Thanh Hóa không được đi bão cho nên hôm nay em sẽ hát để chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là tuyệt vời ạ. Lời hát vang vào đêm ngàn lời cây ngâm êm, bao lần lần say đắm mộng tình yêu ngây ngất. Có anh trong vòng tay cuộc đời bừng sáng lên, môi hôn anh trao khi khúc nhạc đang xôn xa. Khi yêu cầu ca bay vút bay lên muôn vì sao, con tim non đã rung trong đam mê chút vui. Có những lúc thấy lòng trộn bồi hồi, lỡ yêu thương thoáng bay. Người yêu của tôi ơi, tôi tình ấm êm, mong cho mưa bão răng răng giữa đời. Tình yêu của tôi ơi, yêu người mãi thôi, xin cho người ngàn lời dịu êm. Người yêu của tôi ơi, giấc mộng của tôi, thân say lắm tay trong tay người. Tình yêu của tôi ơi, bên người dấu yêu, chỉ mến cho người một người mà thôi. Tình ấm êm, bao lần lần say đắm một tình yêu ngây ngất. Có anh trong vòng tay cuộc đời từng sáng lên, môi hôn anh trao khi khúc nhạc đang xôn xa. Khi yêu cầu ca bay vút bay lên muôn vì sao, con tim non đã rung trong đam mê cũng vui. Có những lúc thấy lòng chợt bồi hồi, lỡ yêu thương thoáng bay. Người yêu của tôi ơi, coi tình ấm êm, mặc cho mưa bão răng răng giữa đời. Tình yêu của tôi ơi, yêu người mãi thôi, xin cho người ngàn lời dịu êm. Người yêu của tôi ơi, giấc mộng của tôi, thân say lắm tay trong tay người. Tình yêu của tôi ơi, bên người dấu yêu, tìm em cho người một người mà thôi. Mọi người thấy em ngầu không mọi người? Mọi người thấy em ngầu không ạ? Mọi người bình luận đi ạ. Mọi người thấy em ngầu thì bình luận ngầu đi ạ. Tiếp theo em sẽ hát một ca khúc thứ hai ạ. Em mời cả nhà cùng thưởng thức ca khúc tiếp theo. Mắt mai cha cha cha. Buổi trưa thật là vui vẻ. Cảm ơn em Thu Hường Lê. Một nụ hồng tặng cho mắt nai. Em thơ ngây bước đi trên con đường vui. Một nụ hồng tặng cho mắt nai. Trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh. Mới có hôm nào em còn ngây thơ bước trên con đường quen thuộc tới trường. Thế nhưng bây giờ em đã lớn đi hơn.
có hôm nào em còn nơi đây. Thế nhưng bây giờ em đã xa rồi, để tôi một mình mai ngồi nơi đây chờ bóng ai. Ai 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 mắt ai ơi xin đừng đi nhé em, mắt ai ơi xin đừng xa cách tôi. Đừng cho ngày tháng có đi qua, có như phong ba tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt ai ơi xin đừng đi cha cha, hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mộng mơ. Em xin tươi như bông như hoa cho ai kia ngất ngây tâm hồn. Một ngày nhớ, một ngày mong đêm lại về thao thức bâng khuâng. Con tim ai khao khát đợi chờ trong cõi lòng ao mối tương tư. Cô bé ơi, cô bé ơi. Một nụ hồng tặng cho mắt này, em thơ ngây bước đi trên con đường về. Một nụ hồng, một nụ hồng tặng cho mắt này, trông xinh xinh em thướt tha mà áo trắng tinh. Mới có hôm nào em còn thơ ngây bước trên con đường quen thuộc tới trường. Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Từng nhịp, từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này. Để một người người mãi thân thờ và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn nơi đây, thế nhưng bây giờ em đã xa rồi. Để tôi một mình mai ngủ nơi đây chờ bóng ai 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 ai. Mắt ai ơi xin đừng đi nhé. Ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mộng mơ. Đừng đi em nhé, ô la ô cha cha cha, chờ anh theo với, ô la ô cha cha cha. Đừng đi em nhé. Em chào chị Hà Thục ạ. Em chúc cả nhà một buổi trưa thật là vui vẻ ạ. Mọi người muốn nghe nữa không ạ? Mọi người muốn nghe nữa thì hãy comment tiếp tục ạ. Tiếp theo em xin hát một bài hát Em muốn sống bên anh trọn đời. Em chào cả nhà. Chào cả nhà, em chúc cả nhà một buổi trưa thật là vui vẻ ạ. Em muốn sống bên anh trọn đời, như núi chim bông đứng bên mặt trời. Để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi. Em muốn sống bên anh trọn đời, như anh ấy khát khao bầu trời của em, tình yêu của anh. Mùa xuân ơi, tình yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng. Giọt sương ơi, tình yêu tôi như dòng.
bao cá nông na tuôn trào, không bao giờ khô cạn. Không khi nào tan phai, xin mãi mãi như con sông dài. Đang dần theo anh tới nơi chân trời. Khi có nhau ta sống trong tình yêu mãi mãi. Dù mùa xuân có tàn phai. Mọi người rất là nhiều. Xin chào Vũ Tâm nha. Cảm ơn Vũ Tâm rất nhiều. Em muốn sống bên anh trọn đời. Như núi chim rong đứng bên mặt trời. Ngày ngày mặt trời say mê vòi núi. Em muốn sống bên anh trọn đời. Như áng mây khát khao bầu trời. Bầu trời của em, tình yêu của anh. Mùa xuân ơi, tình yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng. Giọt sương ơi, tình yêu tôi như dòng ca nông na tuôn trào, không bao giờ khô cạn, không khi nào tan phai. Xin mãi mãi như con sông dài. Đang sống theo anh tới nơi chân trời. Khi có nhau ta sống trong tình yêu mãi. Xuân có tàn phai, khi có nhau ta sống trong tình yêu mãi mãi. Dù mùa xuân có tàn phai. Chào Hiền Vi, hello bạn, chúc bạn buổi trưa tuyệt vời. Mọi người ơi, vui quá mọi người ạ. Hôm qua Việt Nam thắng không được đi bão vì trời mưa, nên hôm nay bù. Để cất mic đi. Ôi, em kể mọi người nghe, hôm qua ngồi xem bóng đá mà ngồi với một số người bạn ấy. Một số người bạn mà nóng lúc đấy là ngồi không có điều hòa. Quạt xong bắt đầu nóng. Nóng xong rồi có cô bạn, cô ngồi bên cạnh. Cô lấy cái quạt, cô quạt một cái. Trời ơi, mọi người biết chuyện gì xảy ra không? Cái mùi, một cái mùi thật là kinh khủng. Trời ơi, thì ra cô giáo, đó là một cô giáo các bạn ạ, một cô giáo bị làm sao ạ? Bị viêm cánh. Em lúc đấy là may quá, em mang theo cái lọ Heona này. Trời ơi, em mang ngay cái lọ Heona bảo bạn ơi bạn về bạn dùng thử đi. Tuyệt vời lắm. Cái này tuyệt vời. Nhà mình là một số người là khách hàng của mình ấy, họ dùng, họ thấy ok nên là mình tin dùng. Mình nhà mình cũng có một số người bị cái mùi hôi chân ấy, cả ngày mình đi dậy xong rồi mình đi giày á, bị hôi chân ấy. Sau đó là mình dùng cái này mình thấy tốt này, cho nên là mình muốn chia sẻ tới mọi người này. Thì cái này đặc biệt nhé mọi người nhá, nó là thành phần tự nhiên, cho nên là nó đạt cái tỷ lệ vàng giữa các cái thảo dược quý hiếm ấy, cho nên là nó sẽ thấm thấu vào tận cái tuyến hốc mồ hôi của đầu hủy này, cái chỗ cái vùng kín của mình dưới cánh tay của mình này, thì là nó sẽ tiêu diệt và nó tẩy sạch tất cả các cái loại tế bào của cái tuyến mồ hôi mà nó gây cái mùi ấy, cho nên là cái này nó rất là hiệu quả. Mọi người, có những người khách của mình ấy đã từng đi triệt cái tuyến mồ hôi ấy bằng tia laser nhưng mà nó không khỏi nhá mọi người nhá. Nhưng mà cái này chỉ hiệu quả sau 2 lần sử dụng. Ngay lần đầu là nó đã cảm thấy khô ráo và nó đã có một cái mùi thơm dịu nhẹ mọi người. À, xin chào Minh. Cảm ơn Minh nhá, chào Minh. Tuyệt vời.
Chào em Thanh Thủy Đỗ nhá. Em chia sẻ cái video này lên tường và trên các hội nhóm giúp chị với. Chị cảm ơn chị, chào và biết ơn em rất là nhiều. Mọi người nhá, cái này này, hôm qua ui rồi, xong rồi bạn ấy, bạn bảo là thôi được rồi, từ trước giờ mình cũng dùng rất là nhiều các cái sản phẩm rồi nhưng mà mình không có hiệu quả, thôi thì mình tin tưởng bạn, mình chưa biết cái sản phẩm này thế nào nhưng mà mình tin tưởng bạn, mình thử dùng, nghe bạn dùng xem thế nào. Thì tối qua bạn về, bạn xem bóng đá xong bạn đi cổ vũ rồi mồ hôi ra rất là nhiều, bạn ấy về bạn bôi thử một giọt, mỗi bên một giọt vào một nách ấy bạn, các bạn. Sau đấy là mình hướng dẫn cho bạn là một tuần dùng 2 lần thôi. Mỗi lần một sau khi tắm xong, lau khô, trước khi đi ngủ ấy, cái lúc mà cơ thể mình ít toát ra mồ hôi nhất ấy, thì bắt đầu là bôi mỗi bên một giọt. Thì lúc đấy là sáng nay bạn ấy phản hồi cho mình là bạn ơi, cái nách của mình ấy là nó khô rong đi, mà trong khi đó là mình cảm thấy cái mùi của nó rất là dịu nhẹ và nó không còn cái mùi khó chịu như mọi ngày nữa. Mọi người thấy tuyệt vời không? Và bạn ấy đã gọi điện để cảm ơn mình. Đó là cái điều mà mình rất là hạnh phúc, rất là vui, bởi vì mình đã lan tỏa và chia sẻ được những cái điều tốt đẹp đến tất cả mọi người. Ok, cảm ơn cho bạn. À Tùng ơi, bạn bạn dùng nửa lọ, ok bạn nhá. Nhưng mà cái này không trị thối mồm. Mình cái loại thối mồm thì có cái loại khác bạn nha. Có Hehona, bạn cứ inbox cho mình sẽ tư vấn cho bạn sau. Cảm ơn bạn. Ok các bạn nhá. Ok mọi người nếu mà mọi người thấy hay, mọi người thấy tuyệt vời thì mọi người chia sẻ cho em ấy nhá. À còn một điều nữa, nếu mọi người biết ai bị hôi nách này, bị hôi chân này và da mồ hôi tay này thì mọi người giới thiệu cho em nhé. Em cảm ơn và biết ơn mọi người. Chúc cả nhà một buổi trưa thật là tuyệt vời, một ngày thật là nhiều điều thú vị. Và mọi người hãy ấn theo dõi Facebook của Vân Anh để Vân Anh sẽ ra những cái live stream thú vị hơn, có nội dung hay hơn, giúp mọi người vui hơn. Tạm biệt.